Dãy Hồng Lĩnh với 99 ngọn núi huyền thoại từ phía bắc chạy về phía đông thì đâm ra biển và kết thúc bằng một ngọn núi thấp gọi là Vân Am hay còn gọi là núi Am Tiên. Một ngọn núi rất đẹp được người xưa tôn xưng là Am Tiên đệ nhất danh sơn, nổi tiếng với nhiều cảnh quan di tích thơ mộng. Sau núi về phía đông bắc là cửa lạch động kèn từ đó mở ra một bãi biển chạy dài về phía đông đến núi Nam Giới, khoảng 10 km. Đây là một trong những bãi tắm đẹp nhất trên địa bàn Hà Tĩnh. Từ trên cao nhìn xuống, vùng đất xã Thịnh Lộc trông như một nàng tiên nằm nghiêng, gối đầu lên núi Am Tiên, chân gác lên núi Bằng Sơn, một bên là bờ biển nước trong xanh rì rào sóng vỗ một bên là lũy cát truông vùn, tựa như chiếc gối ôm màu hoàng kim. Từ đỉnh núi Am Tiên nhìn xuống phía nam, thấp thoáng sau rặng cây, lấp lánh một hồ nước màu ngọc bích mà dân gian quen gọi là bầu tiên. Tương truyền xa xưa, các tiên nữ sáng trần đến tắm ở hồ nước này, sau lên núi vui chơi, để lại dấu chân trên đá đó là hai vết lõm trên một tảng đá bằng phẳng, được dân gian gọi là đá chân tiên. Về sau tại khu vực này, người dân đã lập am, am tiên tự và đến đời Trần, thế kỷ thứ 13 mới lập chùa gọi là chùa Chân Tiên. Chùa Chân Tiên tọa lạc lưng chừng phía nam sườn núi Am Tiên. Để lên tới chùa, người ta phải leo hàng trăm bậc đá. Ẩn sau những hàng thông cổ thụ là một ngôi chùa nhỏ xinh xắn, xung quanh có các công trình phụ. Ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Hiện tại, chùa gồm hai tòa, một tòa thờ Phật, một tòa thờ Thánh Mẫu. Cách chùa về phía đông khoảng 5 mét là đá chân tiên. Cạnh đó là một dòng suối chảy róc rách ngày đêm, hòa cùng tiếng thông reo, tiếng sóng biển rì rầm. Bên suối có một giếng đá cạn nhưng nước mát ngọt trong lành và không bao giờ vơi. Phía đông núi Am Tiên còn có nhiều động đá đẹp như động trúc, động mai, động thạch thất, động đá người. Nhiều cụm đá kỳ thú như đá bàn cờ, đá giã gạo, đá cối xay, đá 12 cửa, đá cô, đá cậu, đá thuyền, đá lợn, đá voi, vân vân. Đặc biệt ở vị trí động kèn có một cặp đá khổng lồ được dân địa phương gọi là đá vợ chồng đứng sừng sững cạnh nhau mặt hướng ra biển gắn liền với những cảnh quan kỳ thú này là những truyền thuyết, sự tích làm mê đắm lòng người chùa chân tiên không chỉ là một xanh lam nổi tiếng mà lịch sử ngôi chùa còn gắn với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của người dân nơi đây thời trịnh nguyễn văn tranh với lợi thế địa hình khu vực núi Am Tiên từng là nơi nhà Trịnh đóng quân, thờ Cần Vương chống Pháp. Nghĩa quân Phan Đình Phùng đã chọn núi Am Tiên làm nơi tập trận. Năm 1928, tiểu tổ Đảng Tân Việt xã Thịnh Lộc gồm các ông Hoàng Khoái Lạc, Võ Quy, Nguyễn Cứ, Hồ Ngọc Tàng, Hoàng Liêu, Trần Châu, Trần Xu thường tổ chức họp tại chùa. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Chùa Trân Tiên là nơi hội họp của chi bộ đảng Yên Điềm, nay là đảng bộ xã Thịnh Lộc. Với những giá trị văn hóa lịch sử lớn lao như vậy, năm 1992, Chùa Trân Tiên đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cấp quốc gia. Hàng năm, vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, nhân dân địa phương và du khách thập phương nô nức về tham dự lễ hội chùa. À, có thể khẳng định rằng là chân tiên và am tiên nằm trong cái quần thể của 99 dãy đỉnh núi non non hồng à, sẽ là một trong những cái danh thắng sẽ kết nối các cái điểm du lịch ở trên là địa bàn của Lộc Hà à, như là khu du lịch Vinh cửa sọt hoặc là một chùa Kim Dung rồi là đền thờ Mai Hắc Đế và đền thờ của Lê Khôi và nó sẽ là để lại cái tạo điểm nhấn quan trọng à, cho cái du khách đến đây sẽ thường ngoan được cảnh đẹp của núi Am Tiêm và chân An Tiêm cũng như là hồ Tiên và sẽ là à, thích sẽ tạo điều kiện cho du khách à, đáp ứng với nhu cầu về cái hoạt động tâm linh của mình. Năm 2017, chùa Chân Tiên bước vào mùa lễ hội với một không khí sôi động khác thường cấp ủy chính quyền địa phương đã tổ chức hội nghị với đông đảo các ban ngành đơn vị đóng trên địa bàn tham dự để triển khai kế hoạch triển khai nhiệm vụ cho các tổ chức cá nhân trong việc tổ chức lễ hội chùa đồng thời chỉ đạo ban quản lý di tích chùa trân tiên triển khai tu sửa nhiều hạng mục công trình phụ trợ để phục vụ một cách tốt nhất cho ngày lễ hội đặc biệt ngoài con đường cũ lên chùa lát bậc đá một con đường đất bằng phẳng được mở thêm người đi bộ và phương tiện cơ giới có thể lên đến sân chùa một cách thuận tiện hàng ngày ban quản lý khu di tích cán bộ nhân dân phật tử địa phương thay nhau lên chùa sửa sang đường xá dọn dẹp vệ sinh tạo nên một phong quang sạch đẹp để đón chào du khách thập phương trong những ngày trước lễ hội khu vực chùa lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng công cụ đào đất tiếng phương tiện cơ khí hòa cùng tiếng hát hò vang lên như đánh thức giấc ngủ của các nàng tiên, đánh thức tiềm lực của một vùng quê đang vươn lên thoát nghèo. Các Phật tử của Thịnh Lộc đến để, để làm cái vệ sinh, khai cái con đường và cái sân để cho rồng đẹp, để chuẩn bị cho ngày lễ mùng 3 tháng 3, ngày lễ của Chùa Tiên, để mọi người xa gần đều du lịch đến để có cái cảnh cho đẹp và hơn nữa là cũng là quan trọng ở trong thôn xóm của xã Thịnh Lộc về để là xây dựng cái nền móng của chùa Tiên. Bước vào mùa lễ hội chùa Chân Tiên năm nay, có thể nói phấn khởi nhất là các vị lãnh đạo cấp ủy và chính quyền xã Thịnh Lộc. Để có một di tích khang trang như ngày nay, để có một truyền thống lễ hội chùa trang trọng, hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách thập phương. Trải qua một thời gian dài với nhiều nhiệm kỳ kế tiếp, họ đã bỏ ra biết bao tâm sức. Đặc biệt, trên địa bàn xã, khu du lịch sinh thái Vinpearl chuẩn bị khánh thành, khu quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế đã được khởi công. Đó là những công trình văn hóa du lịch có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Hơn thế, lễ hội Chùa Chân Tiên năm nay lại là một điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện trọng đại của huyện nhà. Nên dù rất khẩn trương tất bật, nhưng trên gương mặt của cán bộ nhân dân xã Thịnh Lộc, ai ai cũng ánh lên một niềm vui, một sự kỳ vọng về tương lai sáng lạn của sự phát triển kinh tế xã hội ở một vùng quê, xưa kia vốn rất nghèo. Thì chùa chân Tiến là điểm nhấn của cái du lịch của Thịnh Lộc du lịch lễ hội Thủ Tiên ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm nay là năm trong cái tổng thể thời gian của cái cả cái hoạt động bề nội về 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 phát triển thương mại du lịch dịch vụ ở Lộc Hà. À, dự kiến là trong cái thời gian tới là cùng với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức bán ngành liên quan sẽ tổ chức à, à, lễ khánh thành của viên trên cửa sọt trong cái quân thể du lịch của cả huyện Lộc Hà, du lịch biển Lộc Hà, rồi là tổ chức khai trương biển Lộc Hà, rồi là có cái nhiều cái điểm nhấn nữa đó là sẽ tiếp tục khánh thành tượng đài Mai Hạc Đế. về phần hồi chúng tôi dự kiện năm nay tổ chức là dạy cơ thể đánh bóng chuyên nữ liên huyền nghi xuân huyền lộc Hà, rồi là đua thuyền trên hồ tiên rồi là tổ chức hồi trại và liên hoan nghệ thuật quần chúng thì lễ hội của chủ tiên chúng tôi tổ chức trong cái thời điểm như vậy và chúng tôi tin tưởng rằng là du khách và sẽ về đây rất là đông. Từ điểm nhấn văn hóa du lịch chùa Chân Tiên với sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên và các giá trị nhân văn của nó, với sự đầu tư mạnh mẽ của những tổ chức kinh tế như tập đoàn Vingroup, chúng ta hy vọng rằng mảnh đất thịnh lộc, cồn khô, cát bạc, nghèo đói xưa kia sẽ trở thành mảnh đất đáng sống, mảnh đất hứa cho mọi người.